với đội hình ra quân đến từ cả hai bên, khi mà Mạnh Tuấn với trong đội hình của Juventus với lối chơi 4-2-2-2 hơi biến tấu nhỏ một chút với thành De Gea. Jose Bocinha đã thay bằng Sexto Ramos rồi. Bộ thứ vệ có Zoho, Hummel, Vidic và Sexto Ramos. Hai tiền vệ phòng ngự của Juventus trong trận này đó chính là Pogba và Patrick Vieira. Hai bên cánh có Kaká bên cánh trái, Thomas Müller bên cánh phải. À không, đã chuyển về cho Ronaldo rồi. Và hai tiền đạo họ có Julio 10 và cùng với đó là Fernando Torres, mùa E8+2. Bốn cầu thủ tấn công của Juve đang có phong độ rất cao. Và chúng ta sẽ cùng đến với đội hình của Gemini Tùng khi mà 4-2-2-2 vẫn đang là như vậy thôi. Và không có quá nhiều những biến tấu của Tùng Sủi. Vẫn là Buffon. Ôi không, trận này được bắt Buffon rồi, không phải là Neuer nữa rồi. Vẫn là Vidic và Ferdinand, Bocinha và Aspilicueta hai bên cánh, Pogba và Vieira vị trí tiền vệ phòng ngự, Ronaldo, Messi hai cánh và có sự theo đuổi nhỏ khi Luis Suarez được đá vị trí hộ công. Và người chịu trách nhiệm ghi bàn chính vẫn là Hernan Crespo. Và chúng ta sẽ cùng đến với trận đấu này ngay sau đây thôi. Và chúng ta sẽ cùng chờ đợi. Vâng, và chúng ta sẽ cùng đến với trận đấu ngay sau đây thôi khi mà tỷ số là 3-0 rồi. Và Mạnh Tuấn là người cuối cùng bên phía của Quảng Linh. Và Quảng Linh trong bộ áo này sẽ là áo hồng và quần hồng, và tình huống nguy hiểm đầu tiên. Khi mà sau khi phất bóng thì Quảng Linh đã bắt đầu lên tham gia tấn công ngay từ những phút đầu rồi. Brokhi. Vâng, liệu Đức Tùng có một mình lại tiếp tục clear team không? Khi mà chuỗi định phong độ của anh tại Liên Quân Bộ 3 vẫn đang còn là một điều gì đó, vẫn là một câu hỏi bí mật, bí ẩn. Sau khi Liên Quân Bộ 3 đã kết thúc và anh không thể đến với hành trình vòng chung kết quốc gia được, do khi ba cầu game thủ của Thái Bình đã tự loại nhau và để chỉ còn lại mỗi Ngọc Tuyền thôi. Và Ngọc Tuyền thì tham dự giải lần này thì cũng chỉ có một giải 3 và toạch lần đi Thượng Hải một cách khá lãng xẹt. Lỗi việt vị đến từ Crespo rồi. Một lỗi việt vị đến từ cái chân giữa của Crespo khi dài hơn Vidic cực kỳ xa và cực kỳ dài luôn. Pha bóng lên dành cho De Gea. David De Gea mùa 14T cũng là một thủ môn cực kỳ chất lượng. Pha bóng rất nguy hiểm. Nhưng Tùng Sủi vẫn đang có thể căn ke và bịp. Thôi bịp thật rồi. Và một tình huống bán độ đến từ Buffon rồi còn nhún nhảy cái gì nữa. Vâng, có những bức ảnh trên cộng đồng mạng thì hiện tại khi mà Buffon có những giọt nước mắt và rời xa chia tay mùa Euro cuối cùng của anh, có lẽ rằng đã cuối cùng rồi. Rất nhiều những giải đấu lớn mà người ta nói đến Buffon là giải đấu cuối cùng, nhưng ở thì hiện tại để kiếm được một thủ thành mà xuất sắc hơn, được xuất sắc hơn Gianluigi Buffon trong đội tình của đội tuyển quốc gia Ý thì có lẽ rằng đang chưa có những sự thay thế nào được hoàn toàn cả. Có chăng thì đó là Sigu, thủ thành của Paris Sài Gòn. Nhưng thủ thành này thì vẫn đang chưa đánh giá cao về phong độ cũng như về mặt chuyên môn trên bản đồ bóng đá thế giới. Khác xa so với Buffon những ngày còn rất trẻ. Mà người ta vẫn nói rằng Buffon là thủ môn huyền thoại của đội hình đội tuyển quốc gia Ý. Và người đầu tiên đặt tiền đề cho thủ môn chuyển nhượng với cái giá cao kỷ lục cho một thủ môn ở trong một mùa chuyển nhượng. Vâng, và cùng trở lại trận đấu này thôi. Khi mà hơi lan man về Buffon thì thế trận của trận đấu vẫn đang là 50-50. Vẫn đang chưa có nhiều cơ hội nguy hiểm dành cho cả hai bên. Ronaldo. Không được rồi. Ném biên dành cho Quảng Linh. Vâng, Quảng Linh nhớ một cái thời mà hồi cấp 3 vẫn còn đang mỗi khi ngày hè về. Vâng, lại bắt đầu ra khu Mông Dương. Hành ngã ba lon toàn và sau đó thì sách vữa. Còn bây giờ thì tôi vẫn đang đi sách vữa thôi và tối về ngồi chém gió cùng các bạn thôi. Còn những cái ngày hè cực kỳ vất vả. À đúng rồi, chỗ Hàn Lâm, mình hay ra chỗ Hàn Lâm chơi nhiều hơn. Đấy, thế vì thế ngày xưa cũng có đôi chút ấn tượng với Quảng Linh. Vẫn còn nhớ một cái thời xỉu nhi mà hồi năm lớp 10 thì phải, cách đây cũng khá lâu rồi. Và ngày đó thì cái xe Lào Cai chạy qua ngã ba Mông Dương
Sau đó thì mình phóng một phát qua đường tí thôi, chỉ khoảng đi chậm hơn khoảng 2 giây thôi. Một tích tắc nữa tôi đúng là cụ đi chân lạnh toát rồi, bây giờ không còn ngồi đây nữa rồi. Vâng vâng, phóng một phát mà vượt ngang qua xe tốc độ cao đang chạy, mà mình trong khi mình đi con diêm tàu. Quả đấy mà đâm cho phát thì vẫn còn cái ấn tượng đấy từ bây giờ tại Quảng Ninh. Còn quả đấy mà đâm cho phát thì thôi đúng là cụ đi chân lạnh toát rồi. Và hiệp 1 đã kết thúc rồi với tỷ số là 2-0, chia đều cho mức độ 4-0. Và chúng ta sẽ cùng chờ đợi đến với hiệp 2 trận đấu này, khi mà Tùng Sủi đang vẫn chưa tìm được những điểm cao phong độ trong những trận đấu trước để có thể ghi bàn và để clear team Quảng Ninh. Và hiệp 2 đã bắt đầu rồi, và trong hiệp 2 này thì Tùng Sủi sẽ là người giao bóng. Patrick Vieira, Ronaldo 14T của Tùng Sủi vẫn đang chưa thể được nhiều trong ít nhất là 2 trận đấu gần đây, khi vẫn có quá ít cơ hội để có thể cầm bóng. Cũng phải nói rằng anh không có quá nhiều sân diễn. Cùng với đó Crespo, nhưng Crespo vẫn có thể ghi bàn. Đấy rồi, Ronaldo vừa lói xong cú dứt điểm. Không được rồi. Hàng phòng ngự của Mạnh Tú, à không, đó là Mạnh Tuấn thì phải. Đúng rồi, vẫn đang chơi tốt. Mạnh Tú và Mạnh Tuấn nhiều khả năng lại hai anh em rồi. Rồi, một cú sút mà rất tốt đến từ Patrick Vieira. Dấu chấm hết cho thủ môn trong trận đấu này. Đó là một cú sút góc chết mà thực sự rất bản lĩnh đến từ Patrick Vieira. Rất sâu sắc, 1-0 rồi, ngay từ phút thứ 54 thôi. David Alaba. Và một tình huống để bóng hơi dài, nhưng tiếp tục bóng đang trong chân các cầu thủ bên phía của Thái Bình. Ronaldo. Crespo. Có tình huống căng ngang không? Đánh đầu, không được rồi. Patrick Eva đã có tình huống mà theo kèm tốt với Messi trong tình huống rồi, không để Messi có tình huống chạy chỗ tốt. Nhưng bóng vẫn đang trong chân của các cầu thủ bên phía của Thái Bình. Và tiếp tục tạt bóng tới đầu của Crespo. Vẫn không được. Vẫn đang những tình huống tấn công tốt đến từ Tùng Sủi, nhưng độ may mắn của anh vẫn là chưa cao. Tiếp tục bật 1-2 bằng những tình huống đánh đầu. Còn Quảng Ninh vẫn đang hơi thiếu một chút về những kinh nghiệm và những tình huống tấn công và đẩy cao tiến độ của trận đấu. Bây giờ thì tiếp tục bóng đang trong chân của Đức Tùng. Qua người tốt rồi. Một tình huống hơi cá nhân đến từ Ronaldo. Mạnh Tuấn hãy cố gắng lên để có thể kiếm được bàn thắng san hòa. Nếu như không thì anh sẽ là người cuối cùng của câu lạc bộ Quảng Ninh rồi. Với kèo Kendo 4-4 này. Và nhắc lại các bạn thì 2 giờ đêm nay thì vẫn là tiếp tục chiếu trận đi bóng đá trong loạt thi đấu bán kết của Euro 2016 vào lúc 2 giờ đêm nay tại trang vào chơi.net. Poroki. Torres không được rồi. Phút 80 rồi. Và có lẽ rằng sẽ không có nhiều tình huống mà những tình huống câu giờ đâu, khi đây chỉ là một trận đấu giao hữu thôi, không như những trận đấu xếp hạng. Và Tùng Sủi lại có thể gánh team. Đây là Ronaldo. Tiếp tục giả sút, lại hơi cá nhân dành cho Ronaldo. Lại một tình huống ném bóng và lại truyền cho đối phương. Rất khác bọt. Phạm lỗi rồi. Và sẽ tình huống mà truyền đến từ các cầu thủ bên phía Thái Bình thôi, khi mà khoảng cách là rất xa. Không hề có lỗi việt vị. Ronaldo tiếp tục skin các thứ, có các thứ nhưng không được. Truyền thôi. Lại truyền. Messi. Đang là Messi. 360 quẩy các thứ đánh đầu. Và tỷ số là 2-0 đến từ bàn thắng đến từ Luis Suarez. Và dấu chấm hết dành cho Mạnh Tuấn trong trận đấu này, và cũng dấu chấm hết dành cho câu lạc bộ Quảng Ninh. Dù sao thì họ có những trận thi đấu bóng đá đã tốt, rất tốt rồi, khi đây những phút cuối cùng và trận đấu cuối cùng mà họ đang bị dẫn trước với tỷ số 2-0. Và hy vọng đây sẽ là một trận thi đấu mà bản lề để cho Quảng Ninh có thể có những trận đấu tốt hơn tại vòng loại Serie B của Liên Câu Lạc Bộ mùa 2. Và không mình nhớ rằng, không biết rằng đợt này Quảng Ninh đã lên câu lạc bộ chưa. Tôi nhớ mang máng thì cũng thấy nên trang chủ là được lên rồi cùng đợt với Nam Định. Nhưng nếu được lên rồi thì hy vọng các bạn sẽ có phong độ thật tốt để tham dự Liên Câu Lạc Bộ mùa 2. Và tỷ số cuối cùng là 4-0 nghiêng về các cầu thủ bên phía Thái Bình, với trận đấu là Tùng Sủi lại tiếp tục gánh team. Và chúng ta sẽ cùng chờ đợi đến với các tổng kết và để đến với những event tiếp theo ngay sau đây thôi. Và chúng ta sẽ cùng chờ đợi.
Tha như thế, thề rằng như tha. Thà đừng cố đánh bóng nát tan cửa nhà chỉ hơi anh. Thà như thế, thà đừng chơi nữa. Thà đừng cố đánh bóng mất luôn vợ con các ông ơi. Mất